Ủa? Đi đâu á? Chơi cái gì ạ? À? Làm chuyện kỳ anh. Làm mà. Biết này gì không? Bắp. Cái gì? Ngu. Cái này là ngu. Hiểu không? Giờ nói gì đây gì? Ngu chứ gì? Mày sống ở đâu? Miền Nam. Miền Nam hả? Miền Nam thì bắp. Ngu. Ăn cái gì mà ngu dữ vậy? Ok, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Miu Seven. Và mình là Miu Seven. Mình là bác sĩ em. À, hôm nay tụi mình sẽ có một trò chơi với trái bắp. Đó là thử thách ăn bắp không cần dùng tay. Và bây giờ mình để chứng thực là không cần dùng tới tay á, thì tụi mình sẽ phải chói cái tay lại để cho các bạn thấy luôn. Và mình sẽ nhờ cameraman, tức là bác sĩ anh á, nó sẽ ra nó cột tay lại giùm mình. Phải. Anh yên là chị Hức. Thì từ từ đi. Chó nhẹ nhẹ thôi. Ừ. Đâu. Chó cho nó đi luôn. Đã một vòng thôi ha. Dạ. Một vòng rồi rồi. Xiết nó đi. À, đừng xiết. Xiết là nó bị tụ máu á. Rồi. Để anh em. Bạn nén tự mình. Ôi đừng xiết. Ờ. Đổ lỏng rồi đó. Ờ. Rồi. Rồi. Và bây giờ tụi mình sẽ tới màn thử thách ăn bắp không cần miệng nha. Tay chân đã được chói hết rồi. Bây giờ bắt đầu. Có ai ăn xong trước là thắng nha. Cái dĩa nó chạy. Không cần biết, dĩa chay thì lấy miệng. Làm sao làm? Không được rơi ra ngoài nha. Được đó. Hai ăn xong trước là chỉ chắc. Hay đó. Ngon.
đừng có cười. Mày chơi không nha, mày chơi cười. Không rồi. Chóc ta ăn chóc. Lúc đó là lúc đó. Tới giờ ăn rồi. Quá lầy. Đặt nha. Thắng rồi các bạn. Thôi rồi. Anh Cường thắng rồi. Yếu quá. Rồi, xong. Ủa. Cầm lên. Không còn cái nào thở cơ. Cầm lên. Ai chiến thắng thuộc về anh Miu Seven. Ok, vậy là tụi mình làm một cái video thử thách vui thôi, ăn bằng miệng và không sử dụng tới tay. Mà lưu ý các bạn đừng có liên tưởng tới con vật nha. Cái này là một màn thử thách vui thôi, giải trí mà, đúng không các bạn? Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe, chia sẻ cho kênh YouTube của mình. Bye bye.